làm một sản phẩm mới, đó là chú dê. Đây là chú dê trong 12 con giáp. Thì con dê này mình sử dụng có hai màu chủ đạo thôi, là cái màu hồng phớt và cái màu đen thôi. Các bạn thích màu gì thì các bạn dùng màu đó nhé. Thì cái hạt mình đang sử dụng này là hạt 6 mm, riêng cái sừng cũng là 6 mm, nhưng mà ba hạt này là 6 mm, còn cái hạt này là có 5 mm thôi, 4 mm. Rồi cái đây cũng 6 mm. Rồi con dê này á, thì mình sẽ đi phần thân trước. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đi phần thân trước nha. Phần thân là đi từ sau ra trước, là phần thân kết hợp với phần đuôi. Xong sau đó mình sẽ hướng dẫn lên phần đầu và phần chân nữa là xong nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết cho các bạn xem nha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm chi tiết cái con dê nha. Cái dây này là mình lấy dài cái khoảng 2 mét đó. Dây này dài 2 mét. Rồi, bây giờ đầu tiên là mình sẽ cho vô 3 hạt. Rồi mình lọn dây qua. Cái vòng đầu tiên này là 3 hạt cườm. Đây. Mình được một vòng là 3 hạt cườm. Rồi kế tiếp nè, mình cho vô sợi dây bên phải là 5 hạt màu trắng. 1 cái này là màu hồng. 5 hạt. Rồi mình lò dây qua. Vòng này mình lên 6. Một vòng 6 hạt cườm. Kế tiếp nè, mình sẽ đi lò qua một hạt phía bên tay trái. Xong rồi cái dây bên phải này mình mới cho vô 3 hạt cườm. Không, mình không lấy cái sợi dây bên phải nữa, mình lấy sợi dây bên trái đi. Nãy lòn qua hạt bên trái xong lấy sợi dây bên trái nè, lấy dây này. Xong rồi mình làm cái đuôi nè. Mình cho vô là 3 hạt. Ba hạt nè, xong rồi mình mới cắt ra hạt này, lòn về cái hạt thứ hai, kéo. Xong rồi cũng tiếp tục là cái sợi dây này luôn, mình sẽ cho vô thêm một hạt cườm nữa. Rồi mình lòn tròn lại ngay cái hạt gốc hồi nãy nè, cái hạt mình mới lòn qua, lòn tròn lại tạo thành cái đuôi. Xong rồi, lúc này như vậy rồi, được xong cái đuôi. Rồi giờ mình mới cho vô sợi dây bên phải lúc nãy á, là 3 hạt. Rồi mình lòn dây qua, vòng này mình lên 5. Cái dây nó dài quá nên là kéo nó hơi bất tiện xíu. Đây, được một vòng là 5 hạt cườm. Rồi. Mình mới đi lòn qua hai hạt bên trái. Dây bên trái lòn qua hai hạt bên trái. Xong rồi, dây bên phải mình mới cho vô 3 hạt cườm, vòng này mình lên 6. Con dê này mình làm bằng màu hồng nhạt. Đó, được một vòng là 6 hạt cườm.
Cái tiếp mình sẽ đi lòn qua một hạt bên trái, và bên phải mình cho vô 3 hạt cườm. Lần này lên 5. Rồi phải nè, cho vô 3 hạt. Rồi lòn đi qua. Đó. Xong rồi. Đi lòn qua một hạt bên trái. Dây trái lòn qua một hạt trái. Dây phải cho vô 4 hạt. Vòng này mình lên 6. Đây mình được một vòng là 6 hạt cườm. Rồi, kế tiếp. Kế tiếp là mình đi qua 2 hạt bên trái. 1 2 lòng qua 2 hạt trái. Dây bên phải mình cho vô 3 hạt cườm. Dòng này lên 6. Rồi lần đi qua. Đây được một dòng là 6 hạt cườm. Kế tiếp qua 2 hạt bên trái. Qua 2 hạt bên trái. 1 2. Thật ra một lúc mình có thể xuyên được luôn 2 hạt á, nhưng mà mình sẽ xuyên từng hạt để các bạn biết là mình xuyên qua bao nhiêu hạt. Xong rồi dây bên phải mình mới cho vô 3 hạt. Dòng này lên 6. Nên mình được một vòng là 6 hạt cườm. Tiếp tục mình đi lòn qua 2 hạt bên trái. Dây bên phải mình cho vô 3 hạt. Vòng này lên 6. Rồi lần dây qua. Dòng 6. Rồi. Mình đi qua 2 hạt bên trái. Dây bên phải mình cho vô 4 hạt cườm, dòng này mình lên 7. Đây một vòng 7 hạt cườm. Rồi mình đi qua một hạt bên trái. Dây phải mình cho vô 3 hạt. Vòng này mình lên 5. Rồi, qua 2 trái.
lòn qua hai hạt bên trái. Dây bên phải cho vô 3 hạt, vòng này lên 6. Đây mình được một vòng 6 hạt tường. Rồi tiếp tục mình đi lòn qua hai hạt bên trái. Dây bên phải cho vô 3 hạt, dòng này mình lên 6. Được một vòng 6 hạt cườm. Rồi qua hai trái. Rồi dây trái lòn qua hai trái. Rồi dây phải cho vô 3 hạt, vòng này lên 6. Đây. Rồi bước này mình đi lòn qua hai trái. Dây phải mình cho vô 2 hạt, vòng này mình lên 5. Mình được một vòng là 5 hạt cườm. Rồi mình đi qua một hạt thôi này. Đi qua một hạt bên trái. Dây bên phải cho vô 4 hạt, dòng này lên 6. Được một vòng 6 hạt cườm. Mình đi qua 2 hạt bên trái. Dây bên phải cho vô 3 hạt, dòng này lên 6. Rồi mình đi qua 2 hạt bên trái. Qua hạt này với hạt này. Dây bên phải cho vô 3 hạt, dòng này mình lên 6. Rồi mình đi lòn qua hai hạt bên trái tiếp theo. Dây bên phải mình cho vô 3 hạt, dòng này mình lên 6. Rồi
qua hai trái, tiếp tục dây bên trái lòn qua hai hạt bên trái. Dây bên phải mình cho vô 3 hạt, dòng này mình lên 6. Rồi, mình sẽ đi lòng qua 1, 2, 3, lòng qua 3 hạt bên trái. Xong rồi, sợi dây bên phải mình cho vô 2 hạt, dòng này lên 6. Rồi, kế tiếp mình đi qua một hạt bên trái. Dây phải cho vô 3 hạt màu trắng. À, 3 hạt màu hồng. Này có màu, khỏi nói màu. Cho vô 3 hạt. Rồi lòn dây qua, dòng này mình lên 5. Rồi, mình đi lòn qua 2 hạt bên trái. Dây phải cho vô 3 hạt, dòng này lên 6. Rồi, mình rồi tiếp tục nha các bạn. Tiếp tục mình sẽ đi lòn qua 2 hạt bên trái. Xong rồi sẽ dây bên phải mình cho vô 2 hạt cườm, dòng này mình lên 5. Kế tiếp mình đi lòn qua 2 hạt bên trái. Sợi dây bên phải mình cho vô 3 hạt cườm, dòng này lên 6. Ở cái lớp này là mình sẽ đi là một vòng 5, một vòng 6 rồi tới vòng 5 nó xen kẽ nhau như vậy. Đây mình được một vòng là 6 hạt cườm. Kế tiếp mình sẽ đi lòn qua 2 hạt phía bên trái. Dây bên phải mình cho vô 2 hạt cườm, dòng này mình lên 5. Rồi mình lòn dây qua. Rồi, ở đây mình sẽ đi lòn qua 3 hạt bên trái.
Xong rồi dây bên phải mình cho vô là 2 hạt nữa, dòng này mình lên 6. Rồi tiếp tục nè, mình sẽ đi lòn qua 2 hạt bên trái. Một, hai nè. Xong rồi à, dây bên phải mình mới cho vô 2 hạt màu trắng, dòng này 2 hạt mình lên 5. Cho vô 2 hạt nữa, vòng này lên 5. Rồi lòn đi qua. Rồi mình sẽ đi lòn qua 3 hạt bên trái. Xong rồi, mình cho vô thêm một hạt cườm nữa, là dòng này mình lên 5. Đó. Rồi, bây giờ là còn cái vòng 5 cuối nè, nó đang bị hở, là mình sẽ đi hai cái dây đây để chốt nó lại. Thì dây bên này mình sẽ đi qua 1, 2, 3 hạt. Còn dây bên này mình sẽ đi qua 1, 2 hạt, để cho hai cái dây nó sẽ gặp nhau ở cái hạt giữa này. Dây bên trái nè, mình lòn qua 2 hạt nè. Đó, như vậy. Rồi, như vậy phải không? Đây, các bạn thấy giờ cái đuôi nó nằm đây phải không? Thì đây, tới đây thì mình lấy cái vòng 5 này nè để lên cái phần cổ của nó. Cái vòng 5 hạt này, hai cái dây mình đang nằm ở hạt này, bắt đầu từ đây. Rồi bây giờ là mình sẽ lên cái phần cổ của con dê nha các bạn. Cái này quay về hướng này thì cái này gọi là dây bên phải nè. Dây bên phải thì mình cho vô 4 hạt màu trắng, dòng này mình lên 5. 1, 2, 3, 4. Xong mình lọn dây qua. Đây mình được một vòng là 5 hạt cườm. Rồi kế tiếp nè, mình sẽ đi lọn qua 1 hạt bên trái trên vòng 5 này luôn nha. Rồi mình sẽ đi lòn qua 1 hạt bên trái trên vòng 5. Kẹt dây hả? Xong rồi sợi dây phía bên tay phải mình mới cho vô là 2 hạt màu trắng, trong này mình lên 4. Rồi kế tiếp mình sẽ đi lòn qua 1 hạt phía bên tay trái trên vòng 5.
dây bên phải cho vô hai cha hai hạt dòng này lên 4. Rồi kế tiếp nữa, mình sẽ đi qua một hạt phía bên tay trái. Một hạt bên trái trên vòng 5. Dây bên phải mình cho vô 2 hạt, dòng này mình lên 4. Đây mình được một vòng là 4 hạt cườm. Rồi kế tiếp nè, mình sẽ đi lòn qua 2 hạt bên trái. Một hạt nằm dưới trên vòng 5 và một hạt nằm trên đây. Xong rồi mình mới cho vô thêm một hạt cườm nữa, vòng này mình lên 4. Rồi, bây giờ mình sẽ đi lòn qua một hạt bên trái. Dây bên phải mình cho vô 3 hạt, dòng này lên 5. Xong mình lòn dây qua. Rồi kế tiếp nè, mình sẽ đi lòn qua 2 hạt bên trái. Dây bên phải mình cho vô 2 hạt, dòng này mình lên 5. Rồi cuối cùng nè, cuối cùng của lớp này mình sẽ đi qua 3 hạt bên trái. 1 2 3. Xong rồi, dây phải cho vô 2 hạt, dòng này lên 6. Được một vòng là 6 hạt cườm.